Hello, xin chào mừng các bạn đang theo dõi channel của Chim Tà Mobile. Thực ra thì mình thấy là dạo gần đây á, nếu như mà các bạn hay thấy là mình review toàn là những cái sản phẩm về bên gia dụng, và điển hình hơn hết là những con robot hút bụi nè, hoặc là những cái chiếc máy hút bụi. Và trong video này cũng không ngoại lệ, tại vì cái cuộc sống hàng ngày mà nó càng sạch thì các bạn sẽ có được cái nhiều cái sức khỏe tốt hơn, mình có nhiều những cái ý tưởng hay hơn. Và với video này thì mình sẽ cùng giới thiệu cho các bạn một cái chiếc máy hút bụi không dây đến từ nhà Lysot với phiên bản là H3. Mọi người sẽ thấy là cái con robot hút bụi này nó cực kỳ nhỏ gọn luôn. Và mình đang cầm ở trên tay nè, các bạn sẽ thấy là nó gói gọn chỉ với như là một cái thanh trụ thôi. Và đây là cái đầu để mà các bạn có thể hút. Đây là một cái chiếc máy hút bụi cơ bản, nên là mình sẽ không có cái phần chỗ như mọi người, nhưng mà mình vẫn có thể hút được bằng cái khả năng hút của nó. Và khi mà các bạn cắm sạc á, thì dung lượng pin, cái vị trí sạc của nó sẽ nằm ở như thế này, nằm ở ngay cái phần thân máy luôn. Và một lần sạc khoảng chừng 3 cho đến là 4 giờ đồng hồ thì nó có thể chứa được dung lượng pin là 2000 mAh. Nó đủ để cho các bạn làm việc maximum ở trong vòng 20 phút với chế độ pin nha các bạn nha. Với con máy hút bụi không dây này thì mọi người sẽ có ba cái sự lựa chọn thay thế các cái đầu hút khác nhau. Một là mình đang sử dụng cái đầu hút này. Mình thấy là cái việc tháo ra nó có vẻ khá là dễ, nhưng mà nó dễ quá thì mình thấy là nó hơi kiểu như mình sợ nó bị tuột. Rồi, với tiếp mình có thể thay thế với cái con này để các bạn có thể hút với những cái vị trí như là những cái khúc khe hoặc là những cái khúc hẹp hẹp ở trong góc tường nhà mình. Đó. Và thậm chí là các bạn có thể vệ sinh được ở trên chiếc ô tô của mình luôn. Tại vì đây là một cái chiếc máy hút bụi không dây, nên là mình có thể cầm đi ở bất kỳ đâu mà không sợ là phải kiếm cái ổ điện để mà cắm sạc. Rồi, tiếp tục, nếu như mà các bạn muốn thay thế vệ sinh cho một cái vị trí gì đó mà nó có vải bám dính hoặc là có chất lông, thì mình có thể sử dụng cái đầu hút này. Tại vì nó có một cái phần bàn chải như thế này để giúp gia tăng được cái việc mà lấy được những cái chất dơ, lông tóc có bám dính ở trên cái mặt phẳng mà các bạn cần hút. Và tiếp tục với cái vị trí này, mình sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn ba đầu hút mình đã giới thiệu với các bạn rồi. Và hút xong thì cái khoang chứa bụi của nó sẽ có một cái hộp chứa bụi dàn giấy như thế này. Hiện tại thì mình thấy là cái hộp chứa bụi này nó khá là cơ bản, nhưng mà mọi người hoàn toàn có thể yên tâm nha. Tuy là nhìn nó cơ bản nhưng mà nó vẫn có một cái lớp giấy ở phía trên để giúp cho mình có thể giữ lại bụi không có bị bay ra bên ngoài. Tiếp tục mình có thể bỏ vô như thế này. Nếu như mà các bạn đầy cái này thì mình có thể mua và thay thế ở cửa hàng của mình nhé. Rồi, nếu như mà để gắn như thế này thì mọi người sẽ cảm thấy là nó hơi kiểu như bị cục đúng không? Và chúng ta có thể gia tăng được chiều cao và kích thước của nó bằng một cái ống nối như vậy. Mọi người có thể thay thế và gắn thêm. Mình sẽ tháo ra. Đây. Và thay thế nó. Rồi. Mình giới thiệu với các bạn sơ về cái thiết kế của nó rồi, vậy còn khả năng vận hành cũng như là cái vị trí bấm sạc và bấm sử dụng nó sẽ nằm ở đây luôn, ngay trên cái phần thân máy, với một thao tác duy nhất và một nút duy nhất. Đó, ở đây thì khi mà các bạn thấy là nó sẽ hiển thị lên cho mình một cái đèn báo màu xanh. Đây là cái cấp độ 1 hiện tại mà mình đang sử dụng lực hút của nó. Đó, mọi người sẽ thấy cái phần tay của mình. Và tiếp tục, nếu như mà các bạn muốn mà cho cái lực hút của nó nhiều hơn á, thì mình có thể lựa chọn sang một cái chế độ khác. Các bạn biết vì sao mà nó có cái đèn báo màu đỏ không? Tại vì hiện tại thì mình đã trải nghiệm và sử dụng cái này rồi, nên là nó hơi bị hao pin một tí. Khi mà các bạn muốn sử dụng cho nó nhiều hơn thì các bạn có thể bấm nó lên cái đèn báo sáng thứ hai, nó sẽ hiển thị lên cái đèn cho mình là màu xanh luôn, thì nó sẽ chuyển sang cái chế độ hút mạnh hơn. Tại vì nó hơi hao pin nên là nó sẽ báo đèn cho mình như này. Nên là khi mà các bạn sử dụng khoảng chừng sạc khoảng 3,5 cho đến là 4 giờ đồng hồ thì nó có thể đầy pin, là dung lượng pin của nó là 2000 mAh. Rồi, thông tin chi tiết thì mình đã giới thiệu với các bạn rồi, vậy còn cái lực hút của nó như thế nào thì cùng mình trải nghiệm qua cái phần sau nha. Rồi, mình có chuẩn bị một ít những cái đồ mà chúng ta có thể tưởng tượng, rác ở nhà mình cũng vậy ha. Sau khi mà mình đã chuẩn bị xong thì mình chỉ cần bấm này lên. Mình đang lựa chọn ở chế độ 1 thôi, mà các bạn thấy là cái lực hút của nó nè. Mình sẽ đi một đường thẳng nha. Đây. Cái cụ tỏi này nó to
nên là mình không có hút được. Ok, mình sẽ bấm dừng. Rồi, để mình thay thế một cái đầu hút khác. Để xem thử là cái đầu hút nó không hút được hay là lực hút của nó không đủ để hút. Rõ ràng mọi người là do cái đầu hút nha, nên bởi vậy các bạn có thể linh hoạt thay thế các cái đầu hút khác nhau. Và với cái phiên bản này thì chúng ta có tới 3 cái sự lựa chọn lận. Đó. Rồi. Rồi. Mình sẽ bấm dừng lại. Và tiếp tục thay thế một cái đầu hút sàn. Rồi. Đây. Nó đây. Rồi, lên được 3. 3 cái đường mình đã vừa giả dụ là rác ở nhà các bạn thì mình đã hút vừa sạch xong hết rồi. Rồi, mình sẽ thử để xem thử là cái túi đựng rác, cái hộp chứa bụi của nó. Rồi, đây. Mọi người chỉ cần cầm như thế này và giật ra thôi. Sao nhiều quá vậy? Có vẻ nặng đó. Đây. Ở bên trong á là cái phần động cơ của máy. Và mới cái chiếc máy hút bụi không dây này thì nó là động cơ không chổi than, nên là mọi người hoàn toàn có thể yên tâm về cái độ bền cũng như là cái tính năng tiết kiệm của nó. Rồi. Là sau khi mình đã hút ra nè, mình sẽ ở không tiếp tục đổ ra cho mọi người xem. Đó. Nhìn nó giống túi trà quá ha. Tương tự như vậy, khi mà ở nhà mà các bạn vệ sinh hút bụi cho tất cả những cái đồ đạc trong căn phòng của mình thì bụi nó sẽ được chứa ở đây. Và những cái thông tin vừa rồi là mình đang giới thiệu cho các bạn về cái chiếc máy hút bụi không dây đến từ nhà Lesoft với phiên bản là H3. Nếu như mà các bạn nào mà chúng ta đang cần tìm một cái chiếc máy hút bụi có thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo lực hút lớn là 16.000 Pascal thì mình có thể lựa chọn ngay cái sản phẩm này. Giá thành của nó cũng chỉ trên 1 triệu đồng mà thôi. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi và đồng hành với mình trong hết video vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.